Hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, sáng ngày 7 tháng 10, UBND quận tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy cứu nạn cứu hộ lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng quận Kiến An năm 2023. Tới dự có các đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Phạm Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND quận. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo Quận ủy, Ban dân vận Quận ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể, các đơn vị các phường thuộc quận. Tham gia hội thi có 10 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng của 10 phường trên địa bàn quận. Các đội tham gia hai nội dung thi là cá nhân chạy 100m, tránh cọc lửa dùng chăn chiên dập tắt vì xăng cháy và đội hình phối hợp chạy 3x100m cứu người, cứu tài sản và dập cháy. Hội thao có ý nghĩa quan trọng nhằm rèn luyện nâng cao thể chất, trình độ kỹ thuật chữa cháy của lực lượng quần chúng, góp phần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Thông qua hội thao cũng nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường tuyên truyền trong các ban ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân hiểu và chấp hành tốt công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Kết quả giải nhất ở nội dung thi chạy 100m tránh cọc lửa dùng chăn chiên dập tắt phi xăng cháy thuộc về vận động viên phường Phù Liễn, giải nhì thuộc về vận động viên phường Tràng Minh, giải ba là phường Nam Sơn. Ở nội dung thi đội hình phối hợp chạy 3x100m cứu người cứu tài sản và dập cháy, vận động viên phường Trần Thành Ngọ đạt giải nhất, giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về vận động viên hai phường Nam Sơn và Tràng Minh. Với thành tích cao ở cả hai nội dung thi, đội phường Nam Sơn xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn, đội phường Tràng Minh đạt giải nhì và giải ba là đội phường Trần Thành Ngọ. Các đội phường Đồng Hòa, Bắc Sơn và Phù Liễn đạt giải khuyến khích.